Để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, thành phố Tam Điệp đã thành lập và phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng trong giám sát và tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp, đặc biệt là phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ghi nhận tại xã Yên Sơn. Gia đình bà Trần Thị Tuyến có con gái làm việc ở Hà Nội. Trước khi về nhà, con gái bà Tuyến đã đến trạm y tế xã khai báo, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch như cách ly tại nhà, không tiếp xúc với mọi người. Em chấp hành rất là nghiêm chỉnh cách ly y tế, cả nhà không đi đâu, cũng phải giữ được bản thân, giữ gia đình, thứ ba là giữ được cộng đồng. Yên Sơn có 10 thôn thì đã thành lập 10 tổ COVID cộng đồng. Các tổ đã tăng cường hoạt động tuyên truyền để người dân bình tĩnh, không hoang mang, tích cực hợp tác với các lực lượng chức năng trong kiểm soát môi trường cộng đồng, phát hiện khai báo các trường hợp có yếu tố dịch tễ để sớm có biện pháp xử lý phù hợp, tự giác thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Qua đó đã đưa 10 trường hợp thuộc diện F1 đi cách ly tập trung và giám sát theo dõi chặt chẽ 60 trường hợp từ tỉnh ngoài trở về cách ly tại nhà, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Đối với ban chỉ đạo và ủy ban nhân xã An Sơn thì chúng tôi triển khai rất quyết liệt. Hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng công an là kiểm tra ở các cái chỗ khu công cộng về cái việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân để phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi đã xử lý 8 trường hợp và phạt tiền là 14 triệu đồng về cái việc không chấp hành đeo khẩu trang. Đối với trường hợp là không chấp hành nghiêm cái việc cách ly y tế tại nhà thì hiện nay thì trên địa bàn chúng tôi đã có 2 trường hợp là cho xử lý về cái việc không chấp hành. Hiện nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, vì thế không riêng gì xã Yên Sơn mà tất cả các địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng chống. Đặc biệt cần tiếp tục phát huy vai trò của các tổ giám sát tại cộng đồng, góp phần sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.